Xin được nhiệt liệt chào mừng quý vị, các anh chị và các bạn đã đến với chương trình Global Magic Moment, khoảnh khắc diệu kỳ. Một chương trình được phát sóng vào lúc 5 giờ 45 phút hàng ngày. Và đây chính là một công cụ giúp chúng ta duy trì thái độ tích cực và thói quen của người thành đạt. Kính thưa quý vị, các anh chị và các bạn, chúng tôi hy vọng rằng với phần 1 và phần 2 của chương trình này, chúng ta đã có những cái cảm giác rất là hài lòng. Và bây giờ thì chúng ta cùng vào với phần thứ 3 của cái chương trình. Và phần thứ 3 của chương trình này, chúng ta sẽ nói về một câu danh ngôn rất là nổi tiếng là thành công bất ngờ. Và nói về câu danh ngôn này thì chúng ta phải kể đến nhà lãnh đạo rất là nổi tiếng, đó chính là Harry Truman, 1884-1972. Ông là tổng thống thứ 33 của Hoa Kỳ, tiếp nhận vị trí chủ nhân Nhà Trắng vào năm 1945. Sau cái chết bất ngờ của vị tổng thống tiền nhiệm là Franklin Roosevelt. Mặc dù là một trong những tổng thống nghèo nhất của Hoa Kỳ, sau nhiệm kỳ tổng thống, người ta nói rằng ông và vợ ông là hai người có tên đầu tiên trong danh sách trợ cấp Medicare của Dwight Eisenhower. Nhưng ông lại rất thành công trong học thuyết Truman về việc tái thiết châu Âu, thành lập khối NATO, phát động thời kỳ chiến tranh lạnh và tái đắc cử một cách kinh ngạc vào năm 1948. Cuối năm 1945, ông tham gia ký kết Hiến chương Liên Hợp Quốc và bắt đầu hợp tác với lãnh đạo của các nước khác trong nhiệm kỳ của mình. Tinh thần hợp tác của ông chính là bài học quý giá của các doanh nhân hiện nay. Ông nói, thành công đến bất ngờ hơn khi bạn không quan tâm tới lợi ích. Học gì từ câu nói này? Những mối liên kết của những người khác sẽ thành công khi bạn không đặt lợi ích của mình. Trong khi giao tiếp hàng ngày, chúng ta nên hành xử bằng cái tâm sẵn sàng cho đi trước, cho đi mà không nhớ, nhận mà không quên là vậy. Hãy đặt lợi ích của tổ chức, của công ty, của người khác, của khách hàng lên trước thay vì lợi ích cá nhân của mình. Bởi vì thành công đến bất ngờ hơn khi bạn không quan tâm tới lợi ích. Còn bây giờ thì thay mặt cho những người làm chương trình, chúng tôi xin gửi tới quý vị, các anh chị và các bạn lời cầu mong cho một ngày gặp nhiều may mắn. Một ngày các anh chị sẽ lãnh hội từ thiên nhiên, từ cộng đồng thật nhiều năng lượng để có thể hoàn thành công việc của mình một cách tuyệt vời nhất. Và buổi chiều hãy quay trở về nhà trong tiếng cười và vòng tay ôm siết của những người thân yêu trong gia đình. Còn bây giờ thay mặt cho những người làm chương trình, chúng tôi xin chúc cho quý vị, các anh chị và các bạn một lần nữa thật là nhiều may mắn và thành công. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn quý vị, các anh chị và các bạn vì đã có mặt trong chương trình tuyệt vời này, chương trình Global Magic Moment. Chúng ta lại như thường lệ hẹn gặp nhau vào buổi sáng tinh khôi của ngày mai. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.